Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, lượng tôm chưa nấu chín nhập khẩu vào Úc vẫn khiêm tốn mặc dù là lệnh cấm nhập khẩu của nước này đã được dỡ bỏ từ tháng 7 năm 2017. Mặc dù chính phủ Úc đã nới lỏng lệnh cấm và cho phép nhập khẩu tôm trở lại thị trường này, tuy nhiên các điều kiện nhập khẩu khắt khe hơn trước. Vì vậy, thay vì tôm chưa nấu chín, các nhà nhập khẩu Úc đang nhập nhiều hơn tôm hấp chín vì không phải trải qua kiểm nghiệm. Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu tôm sang Úc trong thời gian tới, Thương vụ Việt Nam tại Úc sẽ tiếp tục theo dõi và tháo gỡ kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp. Đồng thời, cùng các bộ ngành đẩy nhanh quá trình xem xét các cơ sở tôm đã sạch bệnh, đốm trắng, đầu vàng tại Việt Nam, thúc đẩy phía Úc nhanh chóng công nhận hệ thống kiểm soát an toàn chất lượng của Việt Nam, sớm đưa tôm tươi nguyên con xuất khẩu vào Úc. Việt Nam hiện là một trong 4 nhà cung cấp thủy hải sản lớn nhất cho thị trường Úc sau Thái Lan, Trung Quốc và New Zealand, nhưng mới chỉ chiếm 11,2% thị phần nhập khẩu tại thị trường này.